vấn viên chuyên sâu, chuyên sâu hơn. Nghĩa là em sẽ có hai sự lựa chọn. Một là em trở thành tư vấn viên thông thường hay là các đại lý thông thường, thì đúng như cơ chế vừa rồi anh chia sẻ. Đấy. Còn cái thứ hai thì em có thể tham gia sau cái tháng đầu tiên. Đấy, thì em đạt được một doanh số là tầm khoảng 16 đến 20 triệu thì em sẽ được tham gia cái chương trình này. Thì do em đăng ký hay không đăng ký thôi. Nếu em đăng ký chương trình này thì công ty sẽ đào tạo mỗi tháng cho em là 2 buổi. Một buổi trên Hà Nội, một buổi tại đây. À, một buổi online. Online thì người ta sẽ gửi đường link về. Đây. Thì cái phần thu nhập theo doanh số là anh vừa trình bày với em là 42-45% và không quá 6% trong 4 năm. Được. Còn ngoài ra thì em có một phần trợ cấp cố định đây. Đấy, còn trợ cấp cố định ở đây thì nó ở dưới mức là 1 triệu tháng. Đấy. Ok chưa? Được. Và mỗi tháng là công ty sẽ đào tạo 2 lần. Chị em 2 lần. Một lần là ở một lần ở trên Hà Nội tại văn phòng 83 Lý Thường Kiệt ở Hà Nội. Đấy, một lần thứ hai vừa nữa người ta sẽ gửi học online, người ta gửi link họp họp Zoom ấy. Vâng, cũng dễ thôi. Đấy thì em có hai cơ hội lựa chọn. Đấy, sau cái tháng đầu tiên thì em có thể lựa chọn thêm. Nếu mà thêm cái này thì em được thêm 5 triệu nữa thì đâu đó là ví dụ một cái hợp đồng tổng 20 triệu thì em sẽ được 18 triệu. Nhưng mà muốn thêm thì mình phải làm như thế nào? Điều kiện để thêm là như thế nào? Thì em cứ làm như thế thôi. Làm doanh số đây, doanh số tối thiểu ở đây, với vụ đây nhá, 20 triệu nhá. Vâng. Cũng là hợp đồng 20 triệu thì em được phù hợp với cơ chế. Rồi rồi. Như là mua 2, 4, 5, 100 nhá. Rồi. Bạn theo anh của nhá. Rồi. Thì ngoài ra em được cộng thêm 5 triệu và điều kiện của nó là em phải tham gia 2 lần học. Điều kiện để tham gia được 5 triệu là em phải tham gia được 2 lần học này nữa. Vâng. Đấy. 2 lần học, tại vì đây là nó ghép trong một chương trình đào tạo mà. Để nó đào tạo cho chính bản thân em phải thay đổi và dần dần hướng tới.